Tiếp nối dòng thông tin sự kiện sáng nay, Thế Anh và Nguyệt Quế mời quý khán giả cùng theo dõi chương trình Người Đưa Tin 24 giờ. Chương trình được phát sóng trên các kênh sóng của truyền hình Vĩnh Long. Trước khi đến với nội dung chi tiết, mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua những thông tin nổi bật sau đây. Cháy lớn tại xưởng sản xuất bao bì ở huyện Hoài Đức, Hà Nội. Long An thông báo phát hiện cá sấu lớn trên sông, khẩn trương thực hiện phương pháp truy tìm, dây bắt. Cảnh báo nhiều trường hợp bị tổn thương da bội nhiễm do kiến ba khoang tấn công. Nuôi cá nâu trong ao tôm, nông dân thu lãi hàng trăm triệu đồng. Tuyên án vụ sụt trượt tại dự án hạ tầng khu công nghiệp Nhân Cơ Đắk Nông. Vườn quốc gia Tam Đảo tái thả nhiều loài chim quan dã về tự nhiên. Mời quý vị bắt đầu theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trong mùa mưa bão nhưng công tác phòng cháy chữa cháy cần đảm bảo ở mọi lúc mọi nơi, nhất là những điểm chứa tập kết vật liệu dễ cháy. Nhưng mới đây, một xưởng sản xuất bao bì ở thành phố Hà Nội bất ngờ xảy ra cháy, khói lửa bốc cao khiến người dân trong khu vực hốt hoảng. Vụ cháy xảy ra tại xưởng sản xuất bao bì Diệt Thắng, địa chỉ tại thôn Đông Lao, xã Đông La, huyện Hoài Đức. Theo người dân địa phương, thời điểm xảy ra cháy, từ bên trong xưởng phát ra nhiều tiếng nổ. Do xưởng chứa nhiều đồ vật dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bốc cao, bao trùm toàn bộ nhà xưởng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương đến hiện trường chữa cháy. Đám cháy cơ bản được dập tắt sau đó. Rất may không thiệt hại về người, nhưng toàn bộ đồ vật bên trong nhà xưởng bị thiêu rụi. Lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy. Như chúng tôi đã thông tin, thân đập hồ chứa nước Iaprin, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai bị rò rỉ nước rồi sụt lún, khiến nước chảy vào hành lang cống rồi đổ về hạ lưu. Sau hơn một ngày khắc phục, lực lượng chức năng đã lấp đầy, bịt kín vị trí lỗ thủng. Theo đó, đoàn cán bộ của Cục Thủy lợi Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã đến hồ thủy lợi Iaprin để kiểm tra, đánh giá bước đầu cũng như là tìm nguyên nhân sự cố hư hỏng. Tại hiện trường, khoảng 6m² mái đập thượng lưu bên cạnh cống xả đáy bị sụt lún đã được bịt kín. Mực nước trong hồ đã thấp hơn vị trí sạt lở, sự cố tạm thời được khống chế. Với các biện pháp xử lý bằng đá học, rọ đá, bao tải cát, bạc và xả tràn hạ mực nước, lượng nước chảy đã giảm xuống còn khoảng 0,5 mét khối trên giây. Ông Vũ Ngọc An, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai cho biết, đến 23 giờ 30 phút ngày 14 tháng 11, lực lượng chức năng vẫn quy động nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị để xử lý sự cố. Đến sáng qua, mực nước hồ Iaprin là 685,80 mét. Trong đó, cao trình ngưỡng tràn là 684 mét. Để tiếp tục phục vụ công tác kiểm tra, xử lý sự cố, đơn vị vận hành tiếp tục xả tràn với lưu lượng 30 mét khối trên giây để hạ thấp mực nước. Hiện nay, toàn bộ lực lượng đang tập trung khắc phục sự cố nhằm đảm bảo an toàn công trình nên chưa thống kê được thiệt hại. Phát hiện một con cá sấu trưởng thành trên sông Bằng Lăng, Ủy ban Nhân dân xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An đã thông báo cho người dân trên địa bàn xã cảnh giác, đồng thời khẩn trương phương án truy tìm dây bắt. Mới đây, người dân phát hiện con cá sấu dài khoảng 1,5 mét nặng từ 30 đến 40 kg đang bơi trên sông Bằng Lăng, đoạn thuộc ấp Kênh Đứng, xã Tân Ninh. Thấy có người con cá sấu đã lặn mất. Nhận thông tin, Ủy ban Nhân dân xã Tân Ninh đã phát thông báo mọi người dân cảnh giác phòng ngừa, không cho trẻ em bơi dưới sông để tránh nguy hiểm. Khi phát hiện cá sấu, người dân cần nhanh chóng báo ngay cho lực lượng chức năng địa phương để có biện pháp dây bắt. Trước đó, người dân ấp 5 xã Đốc Bình Kiều, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp cũng phát hiện một con cá sấu cùng kích cỡ nằm trên bờ kênh 7 thước nhưng chưa bắt được. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tân Ninh, tỉnh Long An, hai xã Tân Ninh và Đốc Bình Kiều giáp ranh có hệ thống kênh nối nhau nên có khả năng con cá sấu người dân phát hiện mới đây chính là con cá sấu đã phát hiện ở tỉnh Đồng Tháp. Hiện Ủy ban Nhân dân xã Tân Ninh tiếp tục lên phương án cùng người dân tổ chức truy tìm, dây bắt con cá sấu để tránh nguy hiểm. Chuyển sang thông tin về y tế, những ngày gần đây, Bệnh viện Da Liễu Trung ương liên tiếp ghi nhận các ca bệnh viêm da tiếp xúc với các tổn thương do kiến ba khoang tấn công. Và điều đáng lo ngại là nhiều trường hợp đến bệnh viện gặp tổn thương nặng do mắc sai lầm trong cách xử trí vết thương ở da sau khi tiếp xúc với loại vật này. Một số trường hợp lại nhầm lẫn với các bệnh khác trên da. Viêm da tiếp xúc kích ứng do kiến ba khoang khiến vùng da bị tổn thương có dấu hiệu bị tấy đỏ thành vệt dài. Kèm theo đó là cảm giác bỏng rát và ngứa, tiến triển nhanh, tạo thành các mụn mủ, lở loét. Các tổn thương do chất độc của kiến ba khoang gây ra rất giống với tổn thương của bệnh zona thần kinh, nên bệnh nhân thường điều trị không đúng cách.
Cái rất hay gặp đấy là bệnh nhân nhầm là tôi bị zona. Ví dụ bệnh nhân nào đến là bác chữa cho em bị zona, nhưng xem phần lớn những trường hợp mà bệnh nhân nói là zona đấy thì rất nhiều trường hợp bị nhầm với viêm da tiếp xúc do kiến khoang. Thế thì với những trường hợp như thế thì bệnh nhân có những cái phương pháp điều trị không đúng, ví dụ như là bôi acyclovir, ví dụ nhiều khi bệnh nhân sẽ đắp một số lá hoặc là nhai hoặc là đắp gạo nếp đỗ xanh chẳng hạn. Thì tất cả những trường hợp đấy thì không những bệnh nó sẽ không khỏi mà nó sẽ gây nên tình trạng loét rồi nhiễm khuẩn, rất nhiều trường hợp nó loét rộng thì thậm chí là có thể tạo sẹo nữa. Theo khuyến cáo của các bác sĩ, ngay sau khi phát hiện tiếp xúc với kiến bào khoang, người dân cần rửa ngay vùng da đó bằng nước sạch để trung hòa bớt độc tố. Đặc biệt, tuyệt đối không tự ý mua thuốc bôi về điều trị, cần thăm khám tại cơ sở y tế chuyên khoa. Nếu được điều trị đúng, người bệnh thường khỏi sau 5 đến 7 ngày. Thưa quý vị và các bạn, đan cỏ bàng là nghề truyền thống của người dân ở xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. Ngày trước, nghề đan cỏ bàng chỉ là công việc kiếm thêm thu nhập vào thời điểm nông nhàn. Và điều đáng mừng là hiện nay thì các sản phẩm thủ công từ cỏ bàng đang được thị trường ưa chuộng. Nghề truyền thống này được tiếp tục đầu tư và phát triển, đang tạo nên sức sống mới, từng bước giúp người dân địa phương ổn định thu nhập và nâng cao đời sống. Tỉnh Kiên Giang đã đầu tư việc khai thác bền vững những cánh đồng cỏ bàng kết hợp với bảo tồn nghề thủ công tại xã Phú Mỹ. Đến nay đã có khoảng 500 hộ tham gia với diện tích 342 hectare. Nghề đan cỏ bàng cũng phát triển và có nhiều tiềm năng vì đây là sản phẩm thân thiện với môi trường, rất được thị trường ưa chuộng. Từ xưa thì làm nương đệm không à, bây giờ thì có công ty người ta đặt cái hàng thì mình có cái tay nghề nhiều hơn. Mỗi cái phẩm sản phẩm mới thì có người ta xuống dạy cho mình, cho tỷ giỏ này hoặc là nón gì có người ta xuống dạy hết à. Bình quân thì một ngày thì làm được khoảng ba cái, mà ba cái đó là khoảng một cái 37 ngàn, mà tính theo tháng thì khoảng 2,7 triệu 2,8 triệu. Mặt hàng làm như đa chức năng, hạt hàng nào cũng mua chuộng hết trơn, là không phải là một riêng một gì mẫu một mẫu một, mà nó nhiều loại mẫu lắm. Cũng như là năm nay mình đi làm hàng mẫu cho mấy công ty vào hội chợ bển, mà thấy cái đơn hàng này được cái đặt, cái năm sau cái đầu cái đơn hàng đặt đơn hàng khác là nó đặt tầm lum mẫu hết chứ không phải là một mẫu nào. Hiện nay, địa phương có 15 sản phẩm cỏ bàng được công nhận sản phẩm ô cốp 4 sao cấp tỉnh ở các xã Phú Mỹ, Phú Lợi. Qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có cơ hội liên kết tiêu thụ sản phẩm cỏ bàng tại địa phương. Thời gian qua thì Ủy ban dân huyện cũng đã chỉ đạo các ngành chuyên môn rồi các cái xã có cái hợp tác xã đồng cỏ bàng này là phối hợp với các cái ngành của tỉnh tập trung hỗ trợ các cái doanh nghiệp, các cái cơ sở sản xuất, hợp tác xã, tổ hợp tác đang đệm bàn là tiếp cận là các cái chính sách là hỗ trợ về máy móc thiết bị để phục vụ cái ngành nghề phát triển thêm. Thời gian qua, khu bảo tồn đã phối hợp với hội sếu quốc tế thực hiện chương trình xây dựng mô hình trồng cỏ bàng trong khu bảo tồn loài sinh cảnh Phú Mỹ nhằm giúp tăng nguồn nguyên liệu cho phát triển nghề truyền thống. Cùng với đó, địa phương tiếp tục tạo điều kiện cho các chủ thể nhằm nâng cao trình độ, năng lực trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển làng nghề. Ghi nhận tại Quảng Trị, với mong muốn tìm ra mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhiều nông dân đã thực hiện mô hình nuôi cá nâu trong vuông tôm nhằm đa dạng đối tượng nuôi trên cùng diện tích, nhờ đó mang lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng. Đây là hộ nuôi cá nâu của anh Hoàng Đức Hiếu tại thôn Nam Sơn, xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Trước đây, anh Hiếu nuôi tôm thẻ chân trắng, nhưng do dịch bệnh khiến nhiều vụ nuôi thất bát. Đầu năm 2024, anh Hiếu được Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị hỗ trợ kỹ thuật giống và thức ăn để nuôi cá nâu thâm canh. Theo anh Hiếu, cá nâu ít dịch bệnh, một hecta sau 10 tháng nuôi có thể thu lãi khoảng 800 triệu đồng. Cá phát triển rất tốt, là đạt tỷ lệ là coi như 5 tấn trên 1 hecta. Tôi thu lời là coi như là 800 triệu trên 10 tháng nuôi. Con giống thì coi như chúng tôi nuôi thì coi như cũng thuận lợi, là dịch bệnh thì coi như cũng có mà cũng rất là ít. Cái đó là coi như lúc đuổi giao mùa thôi,
là nó mới dịch bệnh nên chúng tôi cũng phòng rất là kỹ càng. Cá nâu được người dân xã Trung Giang nuôi xen ghép từ nhiều năm nay, thế nhưng đây là lần đầu tiên nuôi thâm canh theo hướng hàng hóa. Đối tượng nuôi mới này đem lại hiệu quả kinh tế cao và có thể nhân rộng mô hình trong thời gian tới. Trên cơ sở mô hình này, tại chúng tôi sẽ thành dịch viên nắng của thôn Nam Sơn, chúng tôi sẽ vận động bà con là tiếp tục phát triển cái mô hình là nuôi cá nâu, nuôi trực tiếp một loài cá thôi để là tăng cái năng suất trên thị trường đối chân dân. Và đồng thời là trên cơ sở đây thì cũng mong muốn cái từ đầu tư của nhà nước và cố gắng làm sao đó là đầu tư giúp đỡ bà con trong cái vốn. Mô hình nuôi cá nâu thâm canh đã thử nghiệm thành công trên vùng nuôi tôm. So với các đối tượng nuôi khác, cá nâu có giá trị kinh tế cao, nhưng thời gian sinh trưởng và phát triển kéo dài. Đây là một yếu tố cần lưu ý khi nuôi đối tượng mới này. Thời gian để nuôi cái đối tượng cá nâu này là rất là dài. Nó phải nằm trong cái thời gian là ít nhất là từ 8 đến 10 tháng. Khuyến cáo với bà con rằng nếu những vùng mà nuôi thấp trũng nên thả giống sớm để thu hoạch trước cái mùa mưa bão. Cá nâu hiện đang được bán với giá từ 350.000 đồng đến 400.000 đồng một ký. Cá nâu có thể nuôi trong ao đất, ao trải bạc và hiệu quả cao nhất là nuôi trong ao có đáy bùn đất. Tại tỉnh Quảng Trị, có nhiều vùng nuôi phù hợp với cá nâu. Trong bối cảnh dịch bệnh trên tôm diễn biến phức tạp, mô hình nuôi cá nâu được kỳ vọng sẽ tạo ra một hướng đi mới và bền vững cho nghề nuôi trồng thủy sản tại tỉnh Quảng Trị. Tiếp tục chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay là những thông tin đáng chú ý sau. Tuyên án vụ sụt trượt tại dự án hạ tầng khu công nghiệp Nhân Cơ Đắk Nông. Khởi tố đối tượng liên tiếp gây ra 7 vụ trộm xe đạp thể thao. Vườn quốc gia Tam Đảo tái thả nhiều loài chim hoang dã về tự nhiên. Mời quý vị tiếp tục theo dõi nội dung chương trình. Cơ quan chức năng thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông. Thi thể trôi trên sông Tiền được người dân phát hiện trong lúc đi tập thể dục. Hôm qua, một người dân trong lúc đi tập thể dục ở đầu cồn Tân Long, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thì bất ngờ phát hiện thi thể nam giới trôi dạt, dướng vào cầu ra bè nuôi cá nên trình báo cơ quan công an. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm tại hiện trường. Thi thể trong tư thế úp mặt xuống nước, hai bàn tay của nạn nhân bị cột lại bằng một sợi dây nhỏ. Thi thể đang trong giai đoạn phân hủy. Qua kiểm tra giấy tờ tùy thân và nhận dạng của người nhà, xác định nạn nhân là anh DVP, 30 tuổi, ngụ huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Được biết, mấy ngày qua, anh B có biểu hiện bất thường và bỏ nhà ra đi. Gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, liên quan tới sai phạm gây thiệt hại tại dự án hạ tầng khu công nghiệp Nhân Cơ, dự án quan trọng của tỉnh Đắk Nông có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo có liên quan. Dự án này do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư, giám sát, và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đường Việt, Công ty Đường Việt làm đơn vị tư vấn thiết kế bản vẽ thi công. Theo hội đồng xét xử, từ năm 2018 đến năm 2020, dự án đã xảy ra 5 lần sụt trượt, thiệt hại hơn 55,6 tỷ đồng. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân chính là do đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế có nhiều vi phạm, sai phạm. Công ty Đường Việt chịu trách nhiệm chính trong việc xảy ra sụt trượt. Tại phiên tòa về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, hội đồng xét xử đã tuyên phạt 8 năm tù đối với Phạm Văn Cửu, nguyên tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đường Việt, và 7 năm tù đối với Nguyễn Thanh Hà, nguyên trưởng phòng thiết kế 1, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đường Việt. Cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, bị cáo Hồ Sĩ Điệp, nguyên phó giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông, bị tuyên phạt 4 năm tù. Trần Quốc Đạt, nguyên trưởng phòng dự án 1, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông, bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù. Đặng Gia Dũng, nguyên giám đốc Sở Xây dựng Đắk Nông, bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù, và Đặng Thái Sơn, nguyên cán bộ Phòng Quản lý Chất lượng Công trình Sở Xây dựng Đắk Nông, bị tuyên phạt 1 năm 3 tháng tù. Ngoài ra, hội đồng xét xử buộc đơn vị tư vấn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông.
Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Trí Phát, 25 tuổi, thường trú tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Phát là người đã 7 lần trộm cắp xe đạp thể thao từ đầu năm đến nay. Trước đó, Phát đi bộ quanh khu vực thành phố tìm tài sản để lấy trộm. Khi đến nhà chị NTTK ở phường An Đông, thành phố Huế, phát hiện trong sân có một xe đạp thể thao. Phát trèo tường vào lấy xe đạp mang về phòng trọ ở phường An Tây để cất giấu thì bị công an phát hiện. Tại cơ quan công an, Phát khai nhận với thủ đoạn trên, từ đầu năm đến nay đã thực hiện trót lọt 7 vụ trộm cắp xe đạp thể thao, sau đó đăng lên mạng xã hội rao bán giá rẻ. Vườn Quốc gia Tam Đảo phối hợp với Trung tâm Cứu hộ Động vật Hoang dã Hà Nội vừa tổ chức tái thả nhiều loài chim hoang dã, trong đó có một số loài nguy cấp quý hiếm. Các loài chim này được các tổ chức cá nhân bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ Động vật Hoang dã Hà Nội chăm sóc, giờ nay được thả lại tự nhiên. Đợt tái thả lần này bao gồm 74 cá thể chim thuộc 12 loài phân bố tự nhiên trong khu vực, trong đó có 7 loài thuộc nhóm 2B theo danh mục thực vật và động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Các loài này gồm khứu bạc má, kim quanh tai bạc, khứu đuôi đỏ, khứu mặt đỏ, khứu tai bạc và diều hâu, vân vân. Hoạt động tái thả các loài động vật hoang dã này thực hiện theo quy định về lâm nghiệp và đa dạng sinh học, thể hiện nỗ lực của các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ động vật hoang dã. Đây cũng là cơ hội để Vườn Quốc gia Tam Đảo giám sát đa dạng sinh học và lồng ghép hoạt động giáo dục môi trường. Vườn Quốc gia Tam Đảo sẽ tiếp tục phối hợp với các bên liên quan để đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ, bảo tồn động vật hoang dã trong sinh cảnh tự nhiên nhằm giữ gìn nguồn tài nguyên rừng của Việt Nam. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để xem lại chương trình này, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www.thvni.vn hoặc tại ứng dụng THVNI trên Google Play và App Store. Còn bây giờ xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.